Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Hoàng Trung Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng Sang Thời Sự Thế Giới. Một ngày thứ tư hôm nay, giữa tuần rồi, quý vị sẽ làm gì vào cuối tuần này? Thời tiết như thế nào, Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thời tiết có thể nói là sẽ là cái ngày mà mát nhất ở trong tuần. Khi mà họ nói buổi trưa hôm nay lên cao nhất 80 độ thôi, ở ngoài biển là xuống low 70, so quý vị rất là lạnh. Với lại bắt đầu từ ngày mai đó thì quý vị thấy là cái nhiệt độ nó vẫn quanh quẩn ở cái khúc mà 79-80 thôi, mà bắt đầu từ ngày mai thì thấy gió nhiều hơn nữa, cho nên hai ngày sắp tới thứ năm thứ sáu buổi sáng trời âm u nhiều mây lắm. Đến chủ nhật trời vẫn còn mát, nhưng mà qua thứ hai tuần sau là nhiệt độ lên lại 80 mấy độ, mà 80 mấy độ cao thưa quý vị. Tuần lễ lao động sẽ nóng hơn nhưng mà không quá nóng như mùa hè vừa qua. Bắt đầu vào thu rồi thưa quý vị. Trong khi đó, tình hình tài chính ngày hôm nay không vui tí nào. Nasdaq xuống khá mạnh bởi vì họ đang chờ Nvidia sẽ công bố lợi nhuận hôm nay. Nhưng mà trước khi công bố đó, dường như họ thấy trong thời gian qua đó, hype có nghĩa là những cái lời đồn đoán về kỹ thuật số, về trí thông minh nhân tạo, về công nghệ cao nó quá nhiều. Nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Cho nên hôm nay họ bán tháo các cổ phiếu liên quan đến ngành công nghệ cao, chip điện toán, kỹ thuật và đặc biệt là về AI. Một hầu hết, kể cả máy điện toán luôn, Supermicro Computer, SMCI xuống 26%. Bán computer bây giờ thực sự, chúng tôi vẫn còn xài mấy computer cả 10 năm nay, không đổi. Bởi vì mình đâu có làm gì ghê gớm đâu. Nếu mà quý vị sử dụng computer để làm TV, truyền hình, video thì cần những cái máy mạnh. Nhưng mà cái chuyện máy ngày nay nó rất là mạnh rồi, cũng không cần phải upgrade, nâng cấp làm gì. Cho nên vấn đề mua bán computer càng ngày càng yếu đi, giảm đi. Lâu lắm rồi không nghe thấy ai mua computer mới, cái cũ nó xài quá tốt luôn. Rồi Micron Technology MU cũng xuống hơn 4%, vân vân. Ngược lại đó thì cái khu vực về ngành nghiên cứu về sinh học lại tăng lên. Bio nè, đó, American. Nói chung về y tế, sinh học thì tăng lên. Và mọi người cũng đang chờ đợi xem, bởi vì nếu Nvidia mà công bố lợi nhuận tăng tốt đẹp, nhưng mà bây giờ giới đầu tư thì hơi nghi ngờ. Tuy nhiên nếu thực tế Nvidia tăng mà tăng vượt quá dự đoán thì chắc chắn thị trường sẽ tăng trở lại trong ngày mai hoặc là cuối ngày hôm nay. Dow Jones xuống 74 điểm, Nasdaq xuống 238, S&P 500 xuống 35. Công trái phiếu 10 năm vẫn đứng nguyên tại chỗ 3,82, không gì thay đổi trong 2 ngày này. Giá dầu xuống 64 sen, 74 đồng 89 sen và vàng xuống 11 đồng 30 sen, 2541 đồng 60 sen một troy ounce. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Massachusetts cho biết là, xin lỗi quý vị, nạn nhân ở Massachusetts nhưng mà ông bị thiệt mạng ở tại South Carolina. Người đàn ông này đã đi với gia đình đến tiểu bang South Carolina mướn một cái nhà Airbnb. Nhưng mà rồi lúc ngày 16 tới tháng 8 đó, đây là ông Stanley Katowski, 60 tuổi. Sáng sớm khoảng đâu 10 giờ sáng, ông bước ra khỏi cái nhà thuê, ông đi ra ngoài đường có hình ảnh. Nhưng mà rồi sau đó là gia đình không liên lạc được luôn. Thì họ gọi sheriff. Thì sheriff ở cái khu vực này đó, đây là cái khu vực cũng trung lưu thôi quý vị, nhà cửa người dân ở đây cũng khá giả lắm. Họ dùng chó nghiệp vụ, rồi những người mà volunteers ở đây, rồi kể cả người dân địa phương tỏa ra đi tìm ông. Nhưng mà hết 11 ngày trời,
cảnh sát họ nói là không có bất kỳ một cái manh mối nào hết. Cho đến thứ hai, nghĩa là 11 ngày sau khi tìm kiếm thì cuối cùng cảnh sát đã tìm được xác của ông Stanley, là một cái kết quả gia đình không mong muốn. Thế nhưng bây giờ cái trường hợp này nó cũng khá kỳ lạ. Đó là thứ nhất, phía gia đình đó với lại cảnh sát họ nói là ông đi ra khỏi cái nhà mình thuê, nhưng mà sau đó ông đi lang thang một hồi thì không biết vì sao mà ông đến một cái nhà lân cận. Ông lại tìm thấy cái nhà lân cận đó họ không biết họ xây làm sao mà giống như nó có một cái cây, cái nút, cái hatch, cái latch thưa quý vị, kéo cái đó xuống thì ở giống như nó mở lên một cái khúc giống như cái basement vậy đó, nhưng mà nó không to như cái basement, có thể vừa một người chui xuống giống như ở dưới cái sàn nhà. Thì không biết bằng cách nào ông này đó ông lại mở được cái khu vực đó, ông chui xuống, cho nên là phía cảnh sát không ai ngờ được là phải là ông chui xuống vào được. Thì cho nên và cảnh sát nói là ông chết đó, tại vì bây giờ tìm được thi thể, giảo nghiệm tử thi thì họ nói là ông đã chết bằng cách tự tử. Cảnh sát họ nói là hanging, treo cổ, nhưng mà thật sự ra ở dưới cái khúc mà như vậy đó không có cách nào mà ông treo được. Cảnh sát nói là khi người ta nghe treo cổ hoặc người ta thường nghĩ là phải dùng một cái sợi dây gì đó treo lên sàn nhà, ở trần nhà rồi mới tự thắt cổ, nhưng mà không. Phía cảnh sát nói cái trường hợp này đó bây giờ không biết là ông dùng một cái thiết bị gì đó, tại vì trong cái report cảnh sát nói là dùng một cái thiết bị và đã cắt giống như chặn cái đường thở của mình, gây ra cái sự mà nghẹt thở cho đến chết. Mà ở trong đó thì phía cảnh sát nói là không có dấu hiệu là bị giết hay gì hết, cho nên bây giờ phía cảnh sát họ kết luận là ông tự sát. Thì gia đình cũng không có giống như là phản bác cái kết luận này, tại vì bà vợ đó nói là khoảng một tháng trước khi mà gia đình quyết định đi đến đây du lịch đó, thì ông không biết tại sao lại có vấn đề nhiều về tinh thần, thường xuyên bị paranoia thôi quý vị, rồi bồn chồn lo lắng và ông phải đi bác sĩ tâm thần. Trong cái lúc mà đang đi nghỉ dưỡng với gia đình đó, vẫn giống như là phải giữ liên lạc với bác sĩ và đang on medication nữa. Thì người vợ nói là cái ngày buổi sáng trước khi ông mất tích đó, là buổi sáng đó là ông đã tỏ vẻ bồn chồn mà ông bắt đầu có thể nói là gần như hoang tưởng rồi, khi mà bà nói là ông lúc nào cũng nghĩ là có người và kể cả cảnh sát luôn đang tìm bắt ông, cho nên không biết là có thể lúc đó là ông đang bị lên một cái cơn episode, ông đi rồi ông tìm cách ông tự sát luôn. Rất là ngạc nhiên, bởi vì trong những cái trường hợp như thế này, nếu đã gặp bác sĩ tâm lý rồi thì họ sẽ cho uống liều lượng, có thể là trong thời gian đầu cho nên liều lượng nó chưa đủ. Và cũng có thể ông không uống thuốc. Cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Bởi vì thuốc để giúp cho những người bị cái bệnh đó, hoang tưởng, là thưa quý vị, schizophrenia, ông nên sẽ đến cái trường hợp đó bởi vì bắt đầu hoảng sợ hoặc là nghe có ai nói đó và sẽ bàn nói chuyện với những người chung quanh. Cái trường hợp này rất nhiều, chúng tôi cũng có quen biết những người đã bị, là lúc nào cũng sợ, nói coi chừng FBI, tình báo đang theo dõi đó. Chắc quý vị cũng có thể có biết được những người thân bị như vậy. Nhưng mà uống thuốc vào thì ok, uống thuốc vào thì biết sao, cái tình trạng nó như là ngủ đó, Thảo Yên. Nó cứ đờ suốt ngày thế này, không làm ăn gì được hết. Nhưng mà khi đã vi vào tình trạng đó rồi thì bây giờ không có thuốc chữa, chỉ có thuốc hiện nay là trấn an cái người đó, tức là làm trong đó kể cả chất cần sa đó cũng tốt cho những người này. Khi mà họ hút cần sa vào rồi thì cái người họ đềm đầm lại, không còn suy nghĩ bậy bạ nữa. Thì có thể là ông không uống thuốc đủ hoặc là không chịu uống thuốc. Phần lớn những người mà ra đường tấn công người khác bởi vì lên những cái cơn điên như thế, cứ nghĩ, quý vị có những cái trường hợp nặng đó, cái người bị bệnh đó, hoang tưởng đó, họ nhìn thấy cái người đối diện giống như ma quỷ, họ đánh cái người đó, họ nói. Và đó có nhiều trường hợp họ hét lên ma quỷ đừng có tiến gần tới tao nữa, đại khái là như thế. Ở trường hợp này tội nghiệp, bởi vì ông mất tích mà đang đi nghỉ dưỡng mà không biết tại sao cuối cùng tìm thấy ở dưới hầm, ông tự tử chết bởi vì quá sợ. Và đây có là trường hợp rất hiếm hoi, thường đó những người bị như thế này đó họ sẽ đánh người khác. Như trường hợp mà mới đây khi một cái anh chàng 41 tuổi chúng tôi tường trình đó, giết cả bố mẹ và con chó của mình luôn.
Bởi vì lên cái thần kinh quá nặng mà không uống thuốc hoặc là bỏ thuốc. Bởi vì những người uống thuốc này vào đó họ rất mệt. Họ cảm thấy họ không làm gì được hết, trong khi họ vẫn muốn cái sự cưỡng chế lại cái thuốc đó, họ vẫn muốn làm cái gì đó. Cho nên nhiều người không uống thuốc, cuối cùng họ phải được bị đưa vào trong chỗ nhà giam á. Cái khu vực này toàn cho những người bị tâm thần, giống như cả mấy khu tâm thần của chính phủ bảo trợ để giúp những người này, nuôi họ giống như những người chết rồi đó. Nhưng mà họ vẫn sống, họ vẫn có thể hoạt động được bình thường với điều kiện mỗi ngày đi vào là y tá cho uống thuốc và buộc phải uống thuốc. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. Chợ Tràm Chim trên đường Westminster trong khu chợ Sài Gòn là nơi lý tưởng để họp mặt bạn bè với các món tôm hùm xào đặc biệt, tôm nghêu hào sò nướng lẩu dê, món mới cá nướng da giòn thơm ngon không đối thủ. Cuối tuần tăng cường thêm món gà nướng lu. Đặc biệt, sáu khay party tray cho 10 người chỉ từ 220 đồng, tặng thêm khay trái cây tráng miệng hay 5 khay có luôn 5 pound lobster chỉ có 320 đồng, free delivery trong vòng 5 mai. Quý khách đến tiệm ăn trên 100 đồng sẽ được tặng một con cá nướng. Chợ Tràm Chim mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. 7149513194. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Và thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ. Giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ, nhanh chóng, thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949-629-0103.